VFF triệu tập gấp huấn luyện viên Chelsea từ Pháp trở lại Việt Nam, thừa nhận lấp liếm cực sốc, người hâm mộ phẫn nộ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang trải qua nhiều biến động và áp lực, huấn luyện viên Philippe Chelsea đã trở lại Việt Nam từ Pháp để tham dự cuộc họp với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 18 tháng 2, đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và người hâm mộ cuộc họp này đã gây ra rất nhiều tranh cãi khi huấn luyện viên Chelsea lấp liếm và đổ lỗi cho thất bại của đội tuyển trong chuỗi trận thi đấu thất vọng vừa qua. Trong cuộc họp với lãnh đạo VFF, huấn luyện viên Philippe Chelsea đã cố gắng lấp liếm và bào chữa cho những thất bại của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, với việc đội bóng chỉ giành được 4 điểm chiến thắng trong 12 trận đấu gần nhất, bao gồm 8 trận thua Điều này đã khiến dư luận và người hâm mộ càng thêm bức xúc vì dường như không có sự thừa nhận trách nhiệm rõ ràng từ phía huấn luyện viên người Pháp trước những kết quả không như mong đợi của đội tuyển. Huấn luyện viên Tuchel đã đưa ra nhiều lý do để giải thích cho những thất bại này, bao gồm cả việc thiếu vắng những tiền đạo chất lượng cũng như nhấn mạnh vào việc đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa và xây dựng lối chơi mới. Tuy nhiên, những lý do này không thể làm người hâm mộ hài lòng. Khi kết quả thi đấu của đội tuyển là thước đo quan trọng nhất của thành công và tiến bộ. Sự lấp liếm và thiếu sự thẳng thắn từ phía huấn luyện viên Chelsea đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng lãnh đạo và chiến lược của ông trong việc đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn. Thất bại không chỉ là vấn đề của kết quả trên sân cỏ mà còn liên quan đến việc xây dựng niềm tin và tinh thần chiến đấu cho toàn đội, cũng như việc thực hiện một kế hoạch dài hạn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam điều quan trọng mà VFF và huấn luyện viên Chelsea cần lưu ý là sự kiên nhẫn từ phía người hâm mộ có giới hạn và không có gì có thể thay thế được cho việc đạt kết quả tốt và tiến bộ rõ rệt. Để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và cải thiện tình hình, cần có sự thay đổi rõ ràng về chiến lược và cách tiếp cận, cũng như sự cam kết mạnh mẽ từ phía huấn luyện viên để cải thiện kết quả thi đấu. Cùng với đó, việc trọng dụng cầu thủ trẻ và xây dựng một đội hình cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm cần được tiếp tục, nhưng phải dựa trên một kế hoạch chiến lược rõ ràng và khả thi. Đội tuyển cần được trang bị kỹ năng, chiến thuật và tinh thần chiến đấu để đối mặt với mọi đối thủ cũng như khắc phục những điểm yếu đã được phơi bày trong thời gian qua. Người hâm mộ phẫn nộ khi huấn luyện viên Châu Sia lấp liếm cho những thất bại của đội tuyển Việt Nam không chỉ phản ánh sự thất vọng về kết quả thi đấu mà còn bày tỏ lo ngại về tương lai và hướng đi của bóng đá nước nhà. Sự kỳ vọng cao đặt vào vai trò của một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm quốc tế như Chelsea là điều dễ hiểu. Nhưng những giải pháp và chiến lược mà ông đưa ra sau chuỗi trận không mấy ấn tượng lại khiến cộng đồng mộ điệu bóng đá cảm thấy lo lắng. Sự lấp liếm không chỉ dừng lại ở việc không chấp nhận trách nhiệm mà còn thể hiện qua việc không có một lộ trình cải thiện rõ ràng, khiến người hâm mộ cảm thấy rằng vấn đề đang bị phủ nhận hoặc không được đối mặt một cách nghiêm túc. Việc không công nhận những thiếu sót cơ bản trong lối chơi, chiến thuật hay quyết định nhân sự càng làm dấy lên nghi vấn về khả năng của huấn luyện viên Châu Siêu trong việc dẫn dắt và phát triển đội tuyển. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại, sự minh bạch và trách nhiệm là hai yếu tố quan trọng giúp xây dựng niềm tin giữa người hâm mộ và đội bóng. Người hâm mộ Việt Nam với tình yêu và niềm đam mê sâu sắc dành cho đội tuyển quốc gia xứng đáng được biết sự thật và có quyền yêu cầu sự rõ ràng trong mọi quyết định liên quan đến tương lai của bóng đá Việt Nam. Phản ứng từ người hâm mộ cũng là lời nhắc nhở cho VFF và huấn luyện viên Josier về trách nhiệm của họ đối với bóng đá nước nhà. Để lấy lại niềm tin và sự ủng hộ, cả hai cần phải thực hiện các bước đi cụ thể, minh bạch và quyết liệt trong việc giải quyết vấn đề, từ việc xem xét lại chiến lược và phương pháp huấn luyện đến việc tạo dựng một tập thể đoàn kết, mạnh mẽ với tinh thần chiến đấu cao. Ngoài ra, việc tham khảo ý kiến và tạo dựng một kênh giao tiếp hai chiều giữa người hâm mộ và quản lý đội tuyển cũng có thể là một phương pháp hiệu quả để tăng cường mối liên kết và hiểu biết lẫn nhau. Qua đó, người hâm mộ có thể cảm thấy được lắng nghe và đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của bóng đá Việt Nam. Truyền thông cả nước chỉ trích dữ dội những lời lấp liếm và kết quả không như kỳ vọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Châu Siêu. Các phương tiện truyền thông, từ báo chí đến các kênh mạng xã hội, đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng và đề cao trách nhiệm của huấn luyện viên đối với những thất bại của đội tuyển Việt Nam. Điều này không chỉ phản ánh tâm trạng chung của người hâm mộ mà còn thể hiện vai trò của truyền thông trong việc đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm từ các nhà quản lý bóng đá. Truyền thông đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để làm sáng tỏ những vấn đề mà đội tuyển đang gặp phải, từ chiến thuật lối chơi, đến quyết định nhân sự và phương pháp huấn luyện của huấn luyện viên Chelsea. Các bài báo, bình luận và phân tích kỹ lưỡng đã chỉ ra rằng để đạt được thành công không chỉ cần có tài năng trong đội hình mà còn cần có sự lãnh đạo đúng đắn, chiến lược phù hợp và khả năng thích ứng với bóng đá hiện đại. Một số phương tiện truyền thông còn đặt câu hỏi về tính hiệu quả của việc trọng dụng cầu thủ trẻ mà bỏ qua các nhân tố giàu kinh nghiệm. Đồng thời, chỉ trích việc huấn luyện viên Chelsea không thừa nhận những sai lầm và không mở ra không gian cho sự phản biện và góp ý từ các chuyên gia bóng đá và người hâm mộ. Việc này đã tạo ra một bức tranh không mấy lạc quan về quá trình chuẩn bị và chiến lược của đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Chelsea, khiến dư luận càng thêm hoài nghi về khả năng và tương lai của đội tuyển. Bên cạnh đó, truyền thông cũng nhấn mạnh tới việc VFF cần phải xem xét lại mối quan hệ và hợp đồng với huấn luyện viên Chelsea, đồng thời kêu gọi một cuộc cải tổ mạnh mẽ với mục tiêu không chỉ khắc phục những vấn đề ngắn hạn mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam. Trong bối cảnh này, sự minh bạch, trách nhiệm và sẵn lòng lắng nghe là những yếu tố quan trọng mà VFF và huấn luyện viên Chelsea cần phải thể hiện để tái thiết lập niềm tin với người hâm mộ và truyền thông. Dấu ấn của huấn luyện viên Philippe Chelsea khá mờ nhạt khi ngồi vào ghế nóng ở tuyển Việt Nam. Các chiến binh sao vàng đã đánh mất vị thế số 1 ở Đông Nam Á và gây thất vọng khi ra đấu trường châu Lục. Đội đã thua đến 8 trên 9 trận gần nhất và dần đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ. Có một sự mâu thuẫn quá lớn trong sự nghiệp cầm quân của huấn luyện viên châu Sia, đó là thành tích toàn thua trước Indonesia. Cách đây không lâu, đội tuyển Việt Nam để thua Indonesia 0-1 và bị loại khỏi Asian Cup 2023 nhục nhã đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bị loại ở ngay vòng bảng Asian Cup. Điều đáng nói, đây không phải trận thua đầu tiên của huấn luyện viên Châu trước đội bóng xứ Vạn Đảo. Nhà cầm quân người Pháp đã có đến 3 lần thua Indonesia, gồm Qatar thua Indonesia 1-2 tại Asian Cup 2004, U23 Việt Nam thua U23 Indonesia 2-3 tại SEA Games 32 và Việt Nam thua Indonesia 0-1 tại Asian Cup 2023. Một nỗi lo lớn cho tuyển Việt Nam sau thất bại trước Indonesia đó là hành trình tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, nơi đoàn quân huấn luyện viên Châu Cia sẽ hai lần đụng kinh địch Indonesia trong tháng 3 tới. Và đây có lẽ là cơ hội cuối để nhà cầm quân người Pháp chứng tỏ năng lực của bản thân mình. Là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, dĩ nhiên ông Châu phải chịu trách nhiệm thành tích, không giống như các trận giao hữu Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026 là giải đấu quan trọng mà ở đó đội tuyển Việt Nam cần cụ thể hóa quá trình đi lên bằng kết quả. Thua Indonesia tới hai lần ở hai cấp độ là điều không xảy ra trong suốt nhiệm kỳ của người tiền nhiệm. Không vượt qua vòng bảng Asian Cup và mất vị trí số 1 Đông Nam Á, huấn luyện viên Châu Sia bước lùi về vạch xuất phát. Đây có thể là coi Đây có thể coi là điểm thấp nhất trong cả quá trình nhiều năm qua của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ trận đấu với Iraq, ông Châu và học trò phải tiến lên chứ không còn đường lùi. Vinh quang của huấn luyện viên Châu được nhắc đến là danh hiệu vô địch Asian Cup 2000 cùng Nhật Bản. Một nền bóng đá hàng đầu châu Á đã chuẩn bị mọi thứ trong lần đầu làm chủ nhà World Cup 2002. Chuyện vô địch châu Á thực sự khó được đánh giá là kỳ tích. Chuyện thất bại cùng Qatar và Việt Nam ngay từ vòng bảng hai kỳ Asian Cup có lẽ đáng nói hơn về năng lực thực sự của huấn luyện viên Châu bởi thành công với một đội tuyển mạnh khác hoàn toàn công việc ở đội bóng trung bình. Sau một năm thua từ SEA Games đến Asian Cup và cách vận hành lối chơi khó hiểu, tiêu chí lựa chọn cầu thủ gây tranh cãi của huấn luyện viên Châu Sia, người hâm mộ đã bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu huấn luyện viên Châu Sia có hết thôi Truyền thông Trung Quốc từng có bài viết về huấn luyện viên Châu Sia vào tháng 11 năm ngoái. Tờ 163 của Trung Quốc bình luận, thời điểm nổi bật nhất của huấn luyện viên Châu Sia là khoảng năm 2000 ông đã giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup và lần đầu góp mặt ở vòng loại trực tiếp tại World Cup. Thế nhưng đó là điểm sáng hiếm hoi của ông. Sau khi gây dựng danh tiếng ở Nhật Bản, ông đã gặp rắc rối với liên đoàn bóng đá nước này và phải từ chức. Ông còn khiến Kata ôm hận khi xếp cuối cùng ở vòng bảng Asian Cup 2004. Tiếp theo, ông chuyển sang huấn luyện ở các câu lạc bộ Thâm Quyến và Hàng Châu nhưng không thành công vận may của huấn luyện viên Châu Sia đã cạn kiệt sau khi rời Nhật Bản. Ông không có phương án nào khác ngoại trừ việc triển khai sơ đồ ba hậu vệ. Triết lý kiểm soát bóng của ông đã không còn hiệu quả. Truyền thông Trung Quốc bình luận dựa trên sự am hiểu về huấn luyện viên Châu Sia trong quá khứ rằng huấn luyện viên Châu Sia nói về mục tiêu dài hạn nhưng coi nhẹ mục tiêu ngắn hạn, nhưng không đội bóng nào được bỏ qua mục tiêu ngắn hạn. Nhìn lại sự nghiệp của huấn luyện viên Châu liệu ông đã từng xây cả một nền móng từ thấp đến cao để đội tuyển giành vé dự World Cup? Nhật Bản dự World Cup 2002 không đá vòng loại bởi họ là nước đông chủ nhà. Huấn luyện viên Châu dẫn dắt Nigeria đá 4 trận ở vòng loại World Cup 1998 nhưng sau đó bị bãi nhiệm để thay bằng huấn luyện viên Bora Milutinovic. Như vậy, đáp án cho câu hỏi kế trên là không có. Việt Nam chính là đội tuyển đang trao cơ hội để huấn luyện viên Triều Sia bắt tay xây mọi thứ để nghĩ về World Cup. Dù ông có 18 năm không dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân người Pháp không còn ở giai đoạn hoàng hôn sự nghiệp mà sự thật nghỉ từ rất lâu và chỉ trở lại công việc huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nhờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao cơ hội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video, đừng quên đăng ký kênh và nhấn like nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận để chúng tôi biết và phục vụ tốt hơn hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng